Quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước, mà trong những năm gần đây, những hình ảnh về thành phố ngàn hoa này còn lan tỏa đến nhiều du khách thế giới. Thành phố Đà Lạt hấp dẫn du khách bởi nhiều yếu tố, khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người hiền hòa, mến khách, và rất nhiều những nét đẹp về văn hóa, kiến trúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn xem một góc nhìn khác về Đà Lạt từ trên cao. Thành phố Đà Lạt không phải là một đô thị với những tòa nhà cao tầng chọc trời. Thế nhưng toàn cảnh thành phố mộng mơ này nhìn từ trên cao đã làm say mê biết bao du khách. Từ những hình ảnh được quay từ Flycam, Đà Lạt hiện ra thật đẹp và quyến rũ. Đó chính là lý do để bất kỳ ai đến đây cũng vương vấn mãi về Đà Lạt. Những công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng vẫn còn nguyên giá trị, góp phần tô điểm thêm cho hình ảnh về thành phố du lịch Đà Lạt. Đà Lạt làm say lòng du khách bởi rất nhiều những hình ảnh được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay nghiệp dư ghi lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội. Và với họ, mỗi ngày được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp đẽ của Đà Lạt, đó là niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Thành phố Đà Lạt là thành phố mà nó chìm trong rừng. Thành ra muốn được lấy được những cái cảnh đẹp của thành phố thì thật tình ra chúng tôi cũng phải lên những đỉnh cao để mới lấy được thành phố. Chứ còn nếu mà chúng ta đứng thấp hoặc là đỉnh lân chừng thì chúng ta chỉ thấy rừng thông chứ không thấy được phố trong rừng. Thành ra là chúng tôi cũng phải lên những cái đỉnh cao, mà Đà Lạt thì rất nhiều cái điểm cao. Thì trong những buổi bình minh hoặc là những buổi chiều hoàng hôn thì chúng tôi cùng Quý rồi một số anh em trong cái nhóm nhiếp ảnh thì lên trên đỉnh, những cái đỉnh cao của Đà Lạt, từ những cái nóc nhà hoặc là những cái đỉnh núi, để mình ghi lại những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc đẹp nhất mà mình có thể thấy được toàn thành phố, hoặc là những cái góc nhỏ của thành phố thì mình phải lên trên đỉnh cao đó. Mà cái cảm giác mình lên đỉnh cao thì rất là phiêu lưu và phiêu linh, mình cảm nhận được cái đẹp thực sự mà mình trong bản thân con người. Có những bữa chúng tôi đi lên đó, thực tình ra là lên đẹp quá, quên cả chụp hình. Cái chuyện đó là những cái chuyện mà những anh em nhiếp ảnh thường xuyên cũng hay gặp. Thì nếu mà muốn ngắm nhìn những cảnh trên cao á, thì ngoài cái chuyện trên cao ra thì những du khách thì nên dậy sớm, tại vì cái thời khắc mà nó đẹp nhất là cái thời khắc chuyển giao từ ngày và đêm và đêm vào ngày. Nó tầm khoảng từ 5 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng thì nó rất là đẹp. Và đặc biệt buổi sáng thì cái tầm giờ đó thì sương mù nó vẫn còn. Đà Lạt đẹp là đẹp ở chỗ mà sương mù nó rất là dày đặc vào buổi sáng. Thì nó nhìn nó rất là huyền diệu, nó rất là coi như là nó cảm thấy mình nhìn mình cảm thấy nó không giống một nơi nào hết. Nó đẹp rất là đặc biệt. Có một vị trí khác đặc biệt có thể nhìn ngắm Đà Lạt từ trên cao, đó là từ đỉnh Pinhead. Có dịp đến đây, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ mà say đắm lòng người của khu vực Hồ Tuyền Lâm. Phóng tầm nhìn ra xa là khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt. Bình minh vừa ló dạng, bức tranh thiên nhiên tươi đẹp chìm giữa biệt sương sẽ là hình ảnh mà bất kỳ ai cũng mong muốn được nhìn thấy một lần trong đời. Đối với du khách đến tham quan thành phố Đà Lạt thì đỉnh Lang Biang đã không còn xa lạ. Có thể nói chưa đến Lang Biang thì xem như chưa đến Đà Lạt. Đến đây, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố du lịch Đà Lạt. Đà Lạt luôn là điểm đến hấp dẫn với khung cảnh lãng mạn, khí hậu mát mẻ. Tuy nhiên, bạn sẽ yêu Đà Lạt hơn nếu nhìn thấy những hình ảnh Đà Lạt từ trên cao.
Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng địa chỉ mà hôm nay chúng tôi vừa giới thiệu sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều niềm vui trong hành trình khám phá vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng. Và đến đây, những người thực hiện chương trình cũng xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.